Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, tờ thứ 14, hàng thứ nhất. Tờ thứ 14, hàng thứ nhất. Lìa phẫn nộ tâm, di hành bố thí cố, thường phú tài bảo vô năng xâm đoạt, tốc tự thành tựu, vô ngại tâm trí, chư căn nghiêm hảo, kiến giai kính ái. Đây là không sân. Trong mười thiện là không sân. Tâm sân hận rất khó đoạn. Gặp việc không vừa lòng, không như ý, ý niệm sân hận tự nhiên liền sanh khởi. Hơn nữa sanh ra rất nhanh. Việc này nói rõ, từ vô thị kiếp đến nay, tập khí ác sâu nặng. Ở trong phiền não, cái phiền não này là rất nghiêm trọng. Phật nói với chúng ta, quả báo của nó là ở địa ngục. Ba độc là nhân tố chủ yếu của ba đường ác. Tham dục là đường ngạ quỷ, sân hận là đường địa ngục, ngu si là đường súc sanh. Cho nên Phật ở trong tất cả kinh luận Đại Tiểu Thừa về sự việc này không biết đã nói đến bao nhiêu lần. Mỗi giờ, mỗi lúc nhắc nhở chúng ta, dặn nhất không nên tạo ra nghiệp nhân của ba độc. Tạo ra nghiệp nhân ba độc thì quyết định đọa ba đường ác. Phật độ chúng sanh, giúp chúng sanh lìa khổ được vui. Thông thường chúng ta gọi là Phật Bồ Tát bảo hộ, Phật Bồ Tát gia trì. Họ dùng phương pháp gì để bảo hộ, để gia trì chứ? Dùng giáo dục. Mỗi giờ mỗi lúc nhắc nhở chúng ta, chúng ta chính mình ngu si, không hiểu được cái ý của Phật, không thể tiếp nhận giáo huấn chính mình nỗ lực mà làm. Cho nên học Phật rồi vẫn là phải đọa vào ba đường. Ta không nghe ngạn ngữ thường nói, trước cửa địa ngục ăn đạo nhiều. Lời nói này quyết không phải là không có nguyên do. Có đạo lý của nó, có nguyên nhân của nó. Bốn chúng đệ tử ở ngay trong một đời này có cơ hội nghe được Phật Pháp. Đây là nhân duyên hy hữu khó gặp. Trên kinh Phật cũng thường nói, thiện căn phước đức nhân duyên, ba thứ này đầy đủ, ngay đời này mới có thể được độ. Chúng ta là nhân duyên đầy đủ, vấn đề chính là có thiện căn phước đức hay không. Có thiện căn phước đức chính là thật tinh nguyện tha thiết y giáo phục hành. Đó chính là thiện căn phước đức. Không tin, không có nguyện lực này, không chịu y giáo phục hành, vẫn là tùy thuận theo phiền não tập khí của chính mình. Bạn ba cái điều kiện này, nhân duyên có rồi, thiện căn phước đức của bạn không đủ. Việc này vào lúc trước
Lão cư sĩ Lý Bình Lam đã nói, bạn vẫn cứ là theo nghiệp thọ báo, bạn vẫn là bị nghiệp lực lôi kéo, bạn không ra khỏi luân hồi, bạn không thoát khỏi ba đường. Cần phải đồng thời đầy đủ ba điều kiện này, con người này ngay một đời siêu thoát. Việc này vào lúc trước, rất nhiều năm về trước, tôi ở Đài Loan, giáo thọ Giám Kiết Phú đến hỏi tôi điều kiện để giảng sanh. Tôi liền y theo một câu kinh văn trên kinh A-di-đà để trả lời ông ấy. Trên kinh Di-đà nói, không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia. Ngày nay thông thường chúng ta nói thiện căn phước đức nhân duyên đều có, thế nhưng quá ít, ít thì không thể nào sanh được nước kia. Hay nói cách khác, phải nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên mới quyết định sanh tịnh độ. Ở trên kinh Phật giảng nói rất rõ ràng, rất tường tận như vậy, chúng ta phải nên biết. Tâm phẫn nộ phải làm thế nào hàng phục? Đó là đại học vấn, đó là thật công phu. Người biết dụng công, người có tính cảnh giác cao, cái ý niệm này vừa khởi lên thì Nam Mô A Di Đà Phật. Câu Phật hiệu này đè cái ý niệm này xuống, đó gọi là biết niệm. Ý niệm vừa khởi lên, cái ý niệm thứ nhất là tâm phẫn hận, cái ý niệm thứ hai thì là A-di-đà Phật. Mỗi giờ mỗi phút phải dùng cái công phu này. Sau đó bạn mới biết được thù thắng của pháp môn niệm Phật. Trong tám dạng 4.000 pháp môn, pháp môn này thuận tiện. Tùy thời tùy lúc có thể dùng, hơn nữa dùng được rất có hiệu quả. Cổ đức thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm chính là ý niệm tham sân si, ý niệm tự tư tự lợi, ý niệm tùy thuận phiền não tập khí. Cái ý niệm này nhất định sẽ khởi lên, vô thị kiếp đến nay huân tập mà thành. Bạn là phàm phu thì làm gì mà không khởi phiền não chứ. Cái ý niệm thứ nhất khởi lên, cái ý niệm thứ hai liền cảnh giác đến. Một câu Phật hiệu liền làm cho nó bình lặng lại, liền đè nó xuống. Cái công phu này dùng lâu rồi, thực tế ra mà nói, nếu như bạn chân thật làm theo, thông thường nói 3 năm. 3 năm đến 5 năm quyết định thành công. Thiện chốt này chính là tính cảnh giác cao. Ý niệm vừa khởi, Phật hiệu lập tức đề khởi. Đây là chỗ thủ thắng không gì bằng của tịnh độ. Phàm phu đáng thương, phiền não khởi lên, cái niệm thứ hai lại tiếp tục khởi lên, tức là phiền não niệm niệm thêm lớn. Cứ như vậy mới khiến cho chính bạn ngay trong một đời này, cho dù gặp phải pháp duyên thù thắng đều không thể thành tựu. Đạo lý chính ngay chỗ này. Ngày nay chúng ta biết được sự việc này, hiểu rõ cái đạo lý này,
thì phải nỗ lực chăm chỉ mà học tập. Phật phải niệm thế nào? Chính là cách niệm như vậy. Phải dùng được thuần thục, tùy lúc tùy nơi đều có thể đề khởi lên, hoàn toàn khống chế được phiền não của bạn. Thế là cái cảnh giới này chuyển đổi lại, bạn chính mình biết được rất rõ ràng, rất tường tận, phiền não nhẹ, trí tuệ thêm lớn. Công phu có hiệu lực. Cho dù là hoằng pháp lợi sanh, làm việc lợi ích chúng sanh, cũng phải xem duyên phận. Từ xưa đến nay, cao nhân đại đức, rất nhiều người cả đời không gặp được duyên. Không gặp được duyên, họ tự tu, họ thành công, tự độ. Khi không có duyên thì tự độ, khi có duyên thì giúp đỡ chúng sanh. Duyên quyết không cưỡng cầu. Phật dạy chúng ta tùy duyên. Nếu cưỡng cầu, bạn nhất định sanh phiền não. Cho nên chư Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức thường hay huấn đạo chúng ta tùy duyên mà không phan duyên. Tùy duyên thì tâm bạn thanh tịnh, là bình đẳng. Phan duyên thì tâm không thanh tịnh, tâm không bình đẳng. Hay nói cách khác, bạn sanh phiền não, không sanh trí tuệ. Tùy duyên sanh trí tuệ, không sanh phiền não. Chúng ta cần phải hiểu rõ, đó là sự thật. Phật Pháp không dễ gì gặp được. Cái sự thật này nhất định phải hiểu rõ. Trong kệ khai kinh đã nói, trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp. Đó là thật, không phải là giả. Nếu như bạn chân thật hiểu rõ, bạn mới biết trân trọng. Gặp được Phật Pháp, tại vì không biết trân trọng Phật Pháp, vì không hiểu rõ, không biết được cái hay của nó, không biết được cái đáng quý của nó, không biết được nó khó gặp đến như vậy. Cư sĩ Bàn Tế Thanh nói rất hay: một ngày mà từ vô lượng kiếp đến nay khó gặp được, ngày nay chúng ta đã gặp được. Vô lượng kiếp hy hữu khó gặp, làm gì mà dễ dàng như vậy? Bằng mỗi lần đời đời kiếp kiếp đều gặp được. Những lời nói này có quá đáng hay không? Chúng ta bình lặng mà tư duy, tỉ mỉ quan sát thì liền biết được. Bà không nói ngày nay toàn thế giới, bà chỉ nói Singapore ngày nay hơn 300 vạn nhân khẩu, có mấy người gặp được? Trong hơn 300 vạn nhân khẩu, có bao nhiêu người gặp được Phật Pháp? Trong Phật Pháp, có Phật Pháp thuần chánh, có thể gặp được lại có được bao nhiêu? Chúng ta ở nơi đây tính ra cũng nhiều năm rồi. Ngày trước, tôi đến nơi đây giảng một tháng.
Tôi nhậm tính thử, đại khái cũng không vượt qua 3.000 người mà thôi. Trong 3.000 người này, chân thật có thể giác ngộ lại có mấy người? Không thể có được đến 300 người. Có thể có 30 người thì không tệ rồi. Cho nên dần dần đào thải đến sau cùng, không có được mấy người. Chúng ta đối với người xưa đã nói, vậy mới khẳng định, không chút nghi hoặc. Sau đó nghĩ tượng chính mình, đó là may mắn như vậy. Học Phật then chốt thành bại. Tôi học Phật ngày đầu tiên, nhờ vào Đại sư Dương Gia dạy bảo tôi nhìn thấu buông bỏ. Then chốt thành bại của bạn quyết định ở 4 chữ này. Bạn không thể nhìn thấu, không thể buông bỏ. Cả đời này nhiều nhất là kết được cái duyên trong Phật Pháp thôi. Cái kết duyên này vô lượng kiếp đến nay, quá khứ chúng ta đã kết qua không ít lần, cho nên mới gọi là thiện căn sâu dày. Ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn nói với chúng ta, Dương Tử A Xà Thế, số người đó trong đời quá khứ đã từng cúng dường qua 400 ức Phật. Cái ức này của Ấn Độ, số từ này chênh lệch rất lớn. 10 vạn cũng gọi ức, 100 vạn cũng gọi ức, 1.000 vạn cũng gọi ức. Chúng ta chỉ tính cái ít nhất, tính 10 vạn. Một cái ức là 10 vạn, 400 ức. Cái số từ này cũng tương đối khả quan rồi. Trong đời quá khứ đã từng nhiều lần đến như vậy, tiếp xúc được Phật Pháp, thiện căn đã trồng được. Cái thiện căn này trên Kinh Di Đà nói thiếu thiện căn vẫn chưa được nhiều. Cho đây có thể biết tập khí của chúng ta nghiêm trọng. Vì sao vậy? Chúng ta xem thấy ở trên kinh Dương Tử A Xà Thế, họ nghe Thế Tôn giảng kinh Vô Lượng Thọ vẫn chưa phát tâm cầu sanh tịnh độ. Cái tâm này vẫn chưa phát ra, chỉ phát một cái tâm chúng ta tương lai làm Phật cũng phải giống y như Phật A-di-đà vậy, không có phát cái tâm cầu sanh. Nếu như phát cái tâm cầu sanh tịnh độ, đó mới gọi là nhiều thiện căn. Cho nên Dương Tử A Xà Thế vẫn là thuộc về thiếu thiện căn, thiếu phước đức. Cho dù là nhiều nhân duyên, họ thiện căn ít, phước đức ít, không thể thành tựu. Vậy thì chúng ta phản tỉnh lại xem, chúng ta có phải là thiếu thiện căn, thiếu phước đức hay không? Vì phải cố gắng mà tư duy. Quả nhiên thiện căn phước đức ít, có phương pháp gì bổ cứu hay không? Có. Bạn chân thật có thể nhìn thấu, chân thật có thể buông bỏ, chân thật có thể cầu học, có thời gian mấy năm có thể làm cho thiện căn của bạn ít biến thành nhiều thiện căn. Đó chính là ngày đêm phải tăng mạnh huân tu Phật Pháp. Các vị ở Singapore có một điển hình rất rõ ràng. Lão lâm trưởng Trần Quang Biệt của cư sĩ Lâm, tuy là từ nhỏ học Phật, hộ trì Phật Pháp 50-60 năm,
thiện căn ít, thiện căn phước đức đều ít, nhân duyên không ít, nhân duyên đầy đủ. Sau cùng, cuối đời, thời gian 4 năm bị bệnh, nằm ở trên giường, mỗi ngày nghe kinh, nghe 8 giờ đồng hồ, không gián đoạn ngày nào, bổ túc đầy đủ thiện căn phước đức của ông, biến thành nhiều thiện căn. Lúc bệnh chân thật là dạng duyên buông bỏ, một lòng niệm Phật, cho nên ông thành công. Việc này đã làm ra một điển phạm rất tốt cho chúng ta. Chúng ta không nên đợi lâm chung bị bệnh nằm trên giường mới nghe băng ghi âm, không nên vậy. Hiện tại phải lo làm. Ông nằm ở trên giường bệnh, nghe nói 4 năm liền có thể biết trước giờ chết. Hiện tại chúng ta không bệnh, tranh thủ khi còn trẻ, dạng duyên buông bỏ, cùng mỗi ngày nghe 8 giờ đồng hồ. Tôi tin tưởng 4 năm thì đứng dạng sanh, không thể bị bệnh. Việc này rất có thể, có thể biến thành không có thể là do nguyên nhân gì không chịu làm. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ phiền não tập khí, buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ tham sân si mạng, buông bỏ phải quấy nhân ngã, buông bỏ năm dục sáu trần. Chỉ bằng buông bỏ những thứ này, chuyên tâm nghe giảng kinh, niệm Phật, 3 năm người thành tựu sẽ rất nhiều. Các vị đi xem Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, bạn đi xem giảng sanh truyện, có rất nhiều người 3 năm giảng sanh. Cho nên ngày trước có rất nhiều người đến hỏi tôi, họ hỏi pháp sư, có phải là họ vừa tốt thì thọ mạng liền đến hay không? Tôi mỉm cười nói, không phải vậy. Làm gì mà trùng hợp vậy? Một người, hai người thì có thể có. Nhiều người như vậy đều là 3 năm, 5 năm niệm Phật thì giảng sanh. Không thể nào trùng hợp như vậy. Đó là do nguyên nhân gì vậy? Họ không có pháp duyên độ chúng sanh, họ chính mình thành tựu. Đến lúc đó, công phu đến trình độ này gọi là sanh tử tự tại. Họ tùy thời có thể đi, họ muốn đi thì đi. Họ cảm thấy cái thế gian này không còn pháp duyên, không còn đối tượng chúng sanh để độ, ở cái thế gian này không có ý nghĩa. Như vậy thì nên đi. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc trước, đi gặp A-di-đà Phật. Sau khi thấy được Phật A-di-đà rồi, nơi nào có duyên, họ liền đi đến nơi đó để độ chúng sanh. Không hạn cuộc ở địa cầu này. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, không gian hoạt động của chúng ta là tận hư không khắp pháp giới, không gian hoạt động lớn. Duyên ở nơi đây chưa chín mùi, thế giới phương khác duyên đã chín mùi, có thể đi đến thế giới phương khác. Không thể bó buộc ở cái thế gian này. Cái đạo lý này chúng ta nhất định phải nên hiểu. Vì thì không sân hận, bạn xem thấy thành tựu của cái điều này, tốc tự thành tựu, bạn liền thành tựu được nhanh. Vô ngại tâm trí, vô ngại chính là không có chướng ngại. Trí tuệ của bạn không có chướng ngại, các căn tướng hảo trang nghiêm, thấy đều kính yêu.
Đó là thành tựu gì vậy? Không có sân hận. Khi sân hận, bạn xem thử khuôn mặt rất là khó coi. Cho nên tướng mạo không tốt, mọi người xem thấy bạn không ưa thích. Lìa sân hận, tướng mạo liền tốt, sức khỏe cũng tốt, mỗi người xem thấy đều sanh tâm hoan hỷ. Bởi vì bạn có thể hoan hỷ đối đãi với người khác cũng hoan hỷ đối với bạn. Dáng vẻ sân hận thì không ai chịu nhìn. Vậy thì chúng ta ở trong cái xã hội này, cùng với mọi người có duyên không duyên, đây chính là một nhân tố rất quan trọng. Mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, tờ thứ 14, Kinh văn bắt đầu xem từ hàng thứ 3. Lìa tà đạo tâm, nhi hành bố thí cố, thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt, hàng sanh chánh kiến, kính tính chi gia, kiến Phật dân pháp, cúng dường chúng tăng, thường bất vọng thất đại bồ đề tâm, thị di đại sĩ, tu bồ tát đạo thời, hành thập thiện nghiệp, vị thí trang nghiêm, sở hộ đại lợi như thị. Đoạn kinh văn này, cái đoạn nhỏ này, đến chỗ không si, không ngu si, bố thí, lợi ích có được chính là thường không quên mất tâm đại bồ đề. Phía sau từ di đại sĩ đến mấy hàng phía sau là tổng kết cái đoạn này, chính là lấy thập thiện nghiệp tổng kết tu bố thí. Tà đạo, tà là tà kiến, đạo là điên đảo. Tà kiến điên đảo chính là ngu si. Lìa tâm tà đạo mà hành bố thí, đó là thông thường chúng ta nói không ngu si, không ngu si mà hành bố thí. Thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt, đây là nói chung của lợi ích. Sáu ba la mật, đoạn thứ nhất là nói tỉ mỉ, từ trì giới trở về sau đều là lược nói. Trong lượt nói, chúng ta nhất định phải dùng cái thí dụ phía trước. Cái thí dụ phía trước là quán thông hết toàn kinh. Thí dụ đọc đến trì giới thì bạn phải nghĩ đến không sát sanh, trì giới, trì giới không sát sanh được lợi ích gì? Không trộm cắp trì giới được lợi ích gì? Không tà dâm trì giới được lợi ích gì? Mãi đến không ngu si, từng điều đều là như vậy. Thế nên ở phía sau thì Phật không có nói, chúng ta chính mình phải hiểu được. Đây gọi là nêu một mà hiểu ba. Cho đến sau cùng của kinh văn này, phương tiện ở trong đây, phía sau đây nó lục độ, chính là tứ nhiếp, tứ vô lượng tâm, tứ nhiếp pháp, 37 phẩm trợ đạo, chỉ quán, phương tiện,
mỗi điều đều là như vậy. Thí dụ tu chỉ quán, không sát sanh, tu chỉ trang nghiêm vậy. Không trộm cắp, chỉ trang nghiêm vậy. Không tà dâm, chỉ trang nghiêm vậy. Trong mỗi một câu đều có 10 điều. Chúng ta chính mình nếu có thể muốn nghĩ đến, đó là Thế Tôn ở nơi đây nêu ra mà nói. Thực tiễn ngay trong đời sống của chúng ta, từng ly từng tí, không có một pháp nào không đầy đủ 10 pháp. Bất cứ một pháp nào đều đầy đủ 10 pháp. Vậy mới là chỉ ư chí thiện. Bộ kinh này vừa mở ra liền dạy chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quan sát thiện pháp. Vì thì ở nhà Phật khái quát mà nói 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, mỗi một pháp đều đầy đủ 10 pháp. Vậy mới là chân thật thực tiễn được thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quan sát thiện pháp, không để một chút bất thiện xen tạp. Chúng ta niệm Phật, niệm câu Phật hiệu này, hiện tại chúng ta hiểu được rồi, lý không sát sanh, chấp trì danh hiệu, không trộm cắp, chấp trì danh hiệu, không tà dâm, chấp trì danh hiệu, đến không tham, không sân, không si, chấp trì danh hiệu. Vì thì sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, vậy đương nhiên là người thượng thiện. Trong mỗi câu Phật hiệu đều đầy đủ 10 nghiệp thiện. Chúng ta phải nên hiểu được cái đạo lý này. Không ngu si hành bố thí, biệt báo của nó chỉ riêng nói một điều quả báo này: hằng sanh chánh kiến. Hằng là vĩnh hằng, chánh là chánh tri chánh kiến. Hay nói cách khác, chính là tông môn lục tổ đại sư Huệ Năng đã nói: thường sanh trí tuệ. Ngài gặp ngũ tổ nói trong lòng đệ tử thường sanh trí tuệ, chúng ta biết được tại vì sao ngài thường sanh trí tuệ. Ngài không ngu si hành bố thí, được cái quả báo này. Chúng ta bình thường có phải là tu học như vậy hay không? Kính tính chi gia, không chỉ chính mình sanh chánh tri chánh kiến. Cái điểm ngay trong một câu này, đó là một câu hằng sanh chánh kiến, kính tính chi gia. Họ thọ sanh, sẽ không thọ sanh vào nhà người thông thường. Quyết định là sanh ở ngay trong gia đình chánh tín Phật giáo.
Tại vì sao vậy? Họ chính mình có chánh tri chánh kiến. Chính mình không đủ chánh tri kiến thì sẽ không sanh vào nhà chánh tri kiến. Đó là gì? Đó là cảm ứng đó mà. Khổng Phu Tử đã nói trong Châu Dị Hệ Từ truyện: vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân. Chánh kiến hoan hỷ chánh kiến, tà kiến hoan hỷ tà kiến. Cho nên người xưa đã từng dạy người quan sát con người này, con người này là chánh nhân hay là người tà kiến, xem từ chỗ nào, xem họ kết giao bạn bè, xem họ cùng với những người nào làm bạn bè, những bạn bè của họ là chánh tri chánh kiến, con người này quyết định là chánh tri chánh kiến. Họ qua lại với những người là tà tri tà kiến, họ cũng không tránh khỏi tà tri tà kiến. Đó là đạo lý nhất định. Cho nên xem bạn bè thì biết được chính người đó vậy. Đã là chánh tri chánh kiến, tất nhiên thấy Phật nghe Pháp, cúng dường tăng chúng, đó là thân cận tam bảo. Các vị cần phải biết, trong thế xuất thế gian Pháp, thân cận tam bảo là người đại phước đức, cũng là người đại trí tuệ. Thế nhưng tam bảo ở thế gian ngày nay suy di rồi. Suy di ở chỉ có hình thức tam bảo, không có thực chất tam bảo. Các vị phải nên biết, thực chất tam bảo mới hữu dụng. Chúng ta mới chân thật có được phước huệ. Thực chất tam bảo trên Đàn Kinh nói rất hay: Lục Tổ nói Phật là giác vậy, Pháp là chánh vậy, Tăng là tịnh vậy. Cho nên Ngài dạy người quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Giác chánh tịnh là thực chất tam bảo. Phật Pháp Tăng chính là giác chánh tịnh. Thế nhưng hiện tại người nhận biết Phật Pháp Tăng không biết nội hàm của Phật Pháp Tăng là giác chánh tịnh. Nhắc đến Phật liền nghĩ đến tượng Phật, nhắc đến Pháp liền nghĩ đến kinh điển, nhắc đến Tăng thì nghĩ đến người xuất gia. Nghĩ sai rồi. Thế là không có được lợi ích Phật Pháp chân thật. Trụ trì tam bảo đối với hoàn truyền của Phật Pháp tu học rất là quan trọng, không thể thiếu kém. Bạn có thực chất, bạn không có hình thức, thực chất cũng là luống không. Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta nhìn thấy Phật tượng phải nghĩ đến giác ngộ. Giác mà không mê, cúng dường tượng Phật ý nghĩa chân thật chính ngay chỗ này.
nhìn thấy kinh điển, không chỉ là kinh điển, chỉ cần nhìn thấy sách vở, nhìn thấy văn tự, lập tức liền có thể nghĩ đến chánh mà không tà. Đó là chân thật quy y Pháp. Bằng chân thật đã thấy Pháp, bằng thấy Phật thấy Pháp. Nhìn thấy người xuất gia liền nghĩ đến sáu căn thanh tịnh, không nhiễm một trần, thì bạn chân thật kính tăng. Thấy Phật, nghe Pháp, kính tăng, là cách nói như vậy. Cho nên hình tượng Tam Bảo, nó là mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chúng ta. Không có cái hình tượng này thì chúng ta sẽ quên mất. Vô lượng kiếp đến nay, tùy thuận phiền não tập khí, tự nhiên liền bị phiền não dẫn đi. Cho nên tại vì sao chúng ta phải cúng dường Tam Bảo? Mục đích là mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chính mình. Đây chính là trên hình tượng Tam Bảo cho chúng ta ân huệ lớn nhất. Nếu không mà nói, lấy cái gì để nhắc nhở chúng ta chứ? Giác mà không mê, cách giác như thế nào? Chánh mà không tà, cách chánh như thế nào? Tịnh mà không nhiễm, cách tịnh như thế nào? Những đại đạo lý này đều ở trong kinh điển. Cho nên Phật răn dạy chúng ta thọ trì, đọc tụng, vì người diễn nói. Đọc tụng là then chốt. Thường hay đọc tụng, thường hay vì người diễn nói. Diễn là làm đến được. Thập thiện nghiệp đạo này là quá trình căn bản của nhà Phật. Cho dù bạn tu một tông phái nào, cho dù bạn tu một pháp môn nào, đại thừa cũng tốt, tiểu thừa cũng tốt, hiển giáo, mật giáo, tông môn giáo hạ, đây là khóa mục chung, thảy đều phải tu. Có khóa mục chung nhau, đây mới là đệ tử Phật. Người hiện tại nói gọi là Phật giáo đồ. Không có cái nền tảng này, đó chính là Đại sư Thiên Thai nói danh tự đệ tử. Đại sư Ngài giảng lục tức Phật, danh tự tức Phật. Lục tức dùng ở ngay trên thân chúng ta, đó chính là danh tự Phật giáo đồ. Hữu danh vô thực. Thật làm, thật làm thì liền vào quán hành vị rồi. Thật làm rồi, làm đến chân thật có thành tích rồi, mang ra. Đây chính là đệ tử Phật tương tự vị. Những ai là tương tự vị? A-la-hán, Bích Chi Phật, Quyền Giáo, Bồ Tát. Phật của Tạng Giáo, Phật của Thông Giáo, tương tự đệ tử Phật. Đến phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, bạn thật là đệ tử Phật. Chân thật là đệ tử Phật. Điều cấm gốc từ nơi thập thiện nghiệp đạo.
chúng ta bỏ mất mười thiện. Không chỉ trên đạo Bồ Đề không thể tiến được bước nào. Đó là lời thật. Vì sao vậy? Không có tập thiện nghiệp đạo mà nói thì bạn không có bước khởi đầu. Trên đạo Bồ Đề bạn không thể đi được bước nào. Thế là liền biết được. Học Phật bao nhiêu người ở bên ngoài cửa không hề bước được vào cửa. Đầy đủ thập thiện nghiệp đạo vậy mới bước được vào cửa. Sau đó bạn từng bước hướng về phía trước. Vậy thì bạn bước vào cửa lớn của nhà Phật. Nếu như chúng ta đem 51 ngôi thứ của Bồ Tát đi làm thí dụ thì sao? Tập tính gì đó là cửa lớn. Sơ tính vào cửa rồi, đến tập tính là trong cửa lớn. Thập trụ Bồ Tát vậy thì bước vào cửa thứ hai rồi. Thập hồi hướng Bồ Tát là bước vào cửa thứ ba rồi. Địa thượng Bồ Tát là vào nhà rồi, đăng đường vào nhà. Cửa lớn, cửa thứ hai, cửa thứ ba, rất nhiều đồng tu chưa hề thấy qua. Nếu như các vị đến Trung Quốc để tham quan, lưu ý tỉ mỉ, bạn xem thấy nhà giàu có vào thời xưa. Ở Bắc Kinh còn có khu nhà tứ hợp viện. Trong tứ hợp viện có cửa lớn, cửa thứ hai, không có cửa thứ ba. Thế nhưng bạn đến cung Ung Hòa để xem thì có cửa lớn, cửa thứ hai, cửa thứ ba. Cung Ung Hòa là thời trước khi Hoàng đế Ung Chánh làm thái tử, phòng ốc nơi ông ở. Sau khi ông làm hoàng đế rồi, đem cung điện nơi ông ở dâng cúng để làm Phật tử. Đó là chánh tín, dâng hiến ra để cúng dường Tam Bảo. Cho nên xem thấy loại xây dựng này không hề giống xây dựng thông thường của dân gian. Đình viện rất sâu. Tứ hợp viện này có nhất tiếng, nhị tiếng, tam tiếng, tứ tiếng. Ở Trung Quốc đại lục, người nhà phú quý nói chung đều có tam tứ tiếng. Tôi vào khoảng thời gian kháng chiến ở Hồ Nam một năm, tôi ở nơi Hoành Sơn. Tôi ở một ngôi nhà từng là một nhà đại phú. Phòng ốc trong nhà họ là tứ hợp viện tam tiếng. Sau cùng là vườn hoa. Nhà người tương đối giàu có, vào lúc đó đã bị suy sụp rồi. Con cháu đời sau nhân khẩu thưa thớt, số người rất ít. Cái gia tộc này bị suy rồi. Thế nhưng bạn xem thấy được cái kiến trúc của gia đình này, liền biết được đó không phải là nhà của người thông thường. Cho nên sân vườn sâu thẳm. Chúng ta chính mình luôn phải nên biết, chúng ta hiện tại ở trong cửa Phật là ở trong cửa hay là ở bên ngoài cửa. Chúng ta bước vào cửa lớn rồi, chúng ta còn có thể bước vào cửa thứ hai này không?
chỉ cần bước vào được cửa lớn, chân thật có thể phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật, thì khẳng định được sanh. Ở thế gian này, thứ gì cũng đều là giả, không có thứ nào là thật. Chỉ có niệm Phật giảng sanh, đó là thật. Cái giả thì chúng ta phải buông bỏ, phải xả bỏ. Cái thật thì phải cố gắng nắm chặt, quyết định không để lơi lỏng. Cho nên bất si hành thí mới có thể sanh nhạy chánh tính. Ngày nay cư sĩ Lâm Phật giáo chúng ta Tịnh Tông học hội xin nói với các vị, đó là nhà chánh tín. Chúng ta ngày ngày ở nơi đây nghiên cứu thảo luận tu học là chánh pháp. Tuy là chúng ta không được sinh ra trong một gia đình Phật giáo, thế nhưng ngày nay chúng ta có được cái nhân duyên thù thắng này, chúng ta cư trụ ở nơi hoàn cảnh này, thì chính là sanh nhà chánh tín rồi. Ở ngay nơi đây, chúng ta có duyên thấy Phật, nghe Pháp cúng tăng. Cái duyên này thù thắng dường nào? Thấy Phật là kiến tánh, nghe Pháp rõ lý, chân tướng của vũ trụ nhân sanh chúng ta hiểu rõ ràng rồi, hiểu tường tận rồi. Cúng tăng là hòa thuận cùng ở với nhau, đối đãi bình đẳng. Không chỉ là chúng thường trụ ở đây với chúng ta, không phân quốc gia. Chúng ta không nói quốc gia, nói cõi nước. Phạm vi của quốc gia nhỏ không hề rời khỏi địa cầu, phạm vi của cõi nước thì lớn. Cõi nước là gì? Khu vực giáo hóa của một vị Phật, một cái tam thiên đại thiên thế giới, đây gọi là cõi nước. Ở ngay trong thái hư không vô lượng vô biên cõi nước chư Phật, không phân cõi nước, không phân tộc loại, không phân tôn giáo, đối đãi bình đẳng, cùng sống hòa thuận, đó gọi là cúng dường. Trong việc cúng dường đi tu học, tu học cái gì? Tu học sáu căn thanh tịnh, không nhiễm một trần. Cúng dường là phước, thanh tịnh không nhiễm là huệ, phước huệ song tu. Thường không quên mất tâm đại bồ đề, tâm vô thượng bồ đề, niệm từ tại từ, tâm vô thượng bồ đề đều thực tiễn ngay trong cuộc sống. Đây là không si. Cái đoạn nhỏ này phía sau tổng kết, tổng kết lấy 10 thiện nghiệp tu bố thí ba la mật, là Di Đại Sĩ tu Bồ Tát đạo thời hành thập thiện nghiệp, dĩ thí trang nghiêm, sở hoạch đại lợi như thị. Như thị chính là như phía trước đã nói. Thế Tôn đã nói tỉ mỉ trong cái đoạn nhỏ này, phía sau đều là lược nói. Chúng ta phải hiểu được nghĩa thú cách nói của Ngài. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. A-di-đà Phật.